Sáng ngày 25 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện đang triển khai chiến dịch tiêm hơn 800.000 liều vaccine đợt thứ tư được Bộ Y tế cấp cho đối tượng ưu tiên. Từ khi khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 6, theo thống kê đến hết ngày 24 tháng 6, có hơn 438.000 người đến tiêm. Được tiêm và sau khi xin hấp sàng lọc thì có 40.412 người là con tim dùng đạn tim, tức là nhiều lý do, tức là nhiều khi cao huyết áp hoặc là có những tâm lý sợ hãi thì chúng ta thấy là do rối loạn về cao huyết áp hoặc là những cái trường hợp đạn tim khác mà các bác sĩ sàng lọc qua quá trình sàng lọc để lại để mà chúng ta tiêm trong cái thời gian tới. Cái này phải nói là không phải là quá tiêm hay. Sau khi chúng ta tiêm xong thì những đối tượng này cũng sẽ được sàng lọc lại nữa, sẽ được tiêm hết. Như vậy thì những người đã tiêm chúng ta cũng đừng quá lo lắng, thì chúng ta cũng được tiêm về việc này. Đặc biệt là những người dân mà đang được tiêm những chính sách ở xã hội thì cái này thì chúng ta cũng phải an tâm cái tình hình tiêm. Thì con số cuối cùng của chúng ta là được tiêm hết là 404.700. Như vậy, coi như chúng ta tới ngày 24, chúng ta đã đạt hơn một nửa. Với một cái tốc độ như ngày hôm qua là 172.000, thì trong ngày hôm nay và ngày thứ Bảy, chúng ta cơ bản hoàn tất 800.000. Đến hết ngày 24 tháng 6, thành phố đã đạt hơn phân nửa số lượng vaccine cần tiêm trong đợt thứ tư này. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, thành phố sẽ tăng công suất tiêm vaccine tối đa, cơ bản hoàn tất tiêm hơn 800.000 liều vaccine được phân bổ. Trong số các trường hợp được tiêm, có hơn 1.000 trường hợp có phản ứng sau tiêm. Trong đó, có 73 trường hợp có phản ứng phản vệ, 20 người độ 1, 26 người độ 2, 15 người độ 3, 2 người độ 4 bị ngưng tiêm phải hồi sức tích cực. Tất cả các trường hợp đều đã được xử lý ổn. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, do số lượng được tiêm lớn nên sẽ có những trường hợp gặp phản ứng phụ tùy theo cơ địa của người được tiêm. Để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có lực lượng hùng hậu huy động sự tham gia của các bệnh viện trung ương, bộ ngành. Vào ngày 24 tháng 6, Bộ Y tế đã hỗ trợ cho thành phố thêm 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc và cấp cứu. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.